con chào sư, sư có phải mạng sống của chúng sanh loài nào cũng có giá trị ngang nhau, hay nói cách khác việc giết một loài vật này cũng mang lại ác nghiệp như giết một loài vật khác, ví dụ như gián là loài sống nơi da bẩn mang nhiều mầm bệnh, lại là động vật trí tuệ thấp, mình đuổi thì nó không đi, thì giết nó có mang lại ác báo như khi giết một con chó mèo hoang là loài có tánh linh cao hơn, mình đuổi thì nó đi cũng không mang lại dịch bệnh như loài gián. Mở rộng ra nữa, giết một người và giết một con chó, con mèo thì có phải đều là ác nghiệp như nhau? À, con cảm ơn sư. À, thưa với quý vị, nghiệp á, thì nó có nặng và có nhẹ. Dựa theo kinh phân biệt cúng dường á, thì xếp loại thấp nhất á, là hàng súc sanh, và súc sanh cho đến là người phá giới, và từ người phá giới đó đến cái người tại gia cư sĩ mình giữ giới, từ người giữ giới cho đến cái người xuất gia, và từ người xuất gia cho đến là vị thánh sơ quả, cho đến các cái bậc thánh cao hơn, cho đến một vị cái nặng giác. Thì cái việc đầu tiên á, đó là gì? Chúng ta xếp hạng dựa theo cái giới đức, tức là chúng ta giết một cái chúng sanh nào đó mà chúng sanh nào có nhiều cái đức hạnh hơn thì tạo nhiều ác nghiệp hơn. Cũng giống như á, giết một cái người bình thường thì ác nghiệp sẽ không, tôi nói như vậy quý vị hiểu nhầm, mà tôi phải nói là giết một cái vị thánh á, thì nó thì cái nặng nghiệp hơn là giết một người thường. Và giết một cái người thường á, dù là người đó phá giới thì nghiệp đó cũng nặng hơn là giết một cái loài súc sanh. Tuy nhiên á, trong cái hàng súc sanh thì chúng ta không biết được là hạng súc sanh nào có tu và hạng súc sanh nào không có tu, bởi vì quý vị đọc kinh nhiều cũng biết rồi, có những kiếp Bồ Tát cũng sanh vào cái loài thú, mà khi đó, đó Bồ Tát có suy nghĩ, có giới hạnh đàng hoàng, mặc dù là khi đó hình tướng Bồ Tát rất là nhỏ, như là một con chim chỉ hoặc là như một con thỏ chẳng hạn. Đấy. Thì mặc dù là nhỏ nhưng mà Bồ Tát là người có đức hạnh, chính bởi vì như vậy đó, mình giết một cái loài thú, một cái loài súc sanh, dù đó chỉ là một con vật nhỏ, nhưng nếu như con vật đó đó là có giới hạnh, có tu tập đó, là cái nghiệp mình sẽ rất là nặng. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu như đồng với nhau về phạm hạnh nha, tức là giả sử như hai cái loài súc sanh đó, giống nhau về phạm hạnh, thì cái hàng súc sanh lớn hơn sẽ có nhiều phước hơn, và chính bởi vì như vậy đó, mình giết nó thì sẽ có nghiệp nặng hơn là mình giết cái loài súc sanh đồng phạm hạnh nhưng mà nhỏ hơn. Tuy nhiên á, sư phải mở một cái dòng nhấn mạnh như thế này: dù là chúng ta sát sanh một cái con vật nào đi chăng nữa đó, thì cũng đem lại ác nghiệp, ác quả, nó nặng nề như nhau. À, nó nặng nề, cái như nhau ở đây có nghĩa là giết con nào cũng là mang ác nghiệp, nhưng mà nó không có lớn bằng nhau, nhưng mà nó cũng đều là mang ác nghiệp. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là bây giờ tôi giết một con muỗi, tôi giết một con gián thì nghiệp nó nhẹ cho nên là tôi tha hồ giết. Sai. Quý vị có bao giờ ngờ được đó, là cái chuyện mà mình đập chết một con muỗi đó, cái kiểu mà mình đập chết là nó bị chết đó, nó hoàn toàn có thể tạo ra một cái nghiệp đưa mình đi địa ngục, đủ đi địa ngục rồi, không cần phải giết người đâu, giết con muỗi đủ đi địa ngục rồi. Và sau đó nhờ một kiếp nào đó, nhờ một cái phước nào đó mình tái sinh làm người á, lại bị một cái nghiệp, đó là ví dụ như gặp tai nạn giao thông. Mà cái tai nạn giao thông theo cái kiểu là nó cũng như cái bánh tráng, nó cũng dẹp lép y như hồi xưa là mình đã từng giết con muỗi.
quý vị có thấy là cái tai nạn thảm khốc như vậy nha. Rồi đó là chưa kể trước đó còn đi địa ngục nữa, mà đó chỉ bởi vì mình giết một con muỗi mà thôi. Chính bởi vì như vậy, tất cả chúng sanh đều yêu thích sự sống. Mình muốn sống thì chúng sanh nào cũng muốn sống, do đó chớ giết, chớ phạm. Đừng bao giờ coi thường điều ác nhỏ, nghĩ rằng chưa đến mình, như nước chảy từng giọt, sớm muộn cũng đầy mình. Kẻ ác chỉ đau khổ và tích lũy dần dần. Thì cẩn trọng cái điều đó. Và chết rồi, nói vậy biết hồi nữa chứ Thầy Tường còn để nói không? Mời sư Thầy Tường. Xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị. Về quan điểm của Đại Đức Hạnh Tuệ thì sư cũng đồng ý, đó là Đại Đức Hạnh Tuệ đã khéo léo phân tích, có nghĩa là phải nhớ rõ nha, Đức Hạnh Tuệ phân tích từng trường hợp cụ thể. Còn ở đây á, thì sư để trả lời câu hỏi này thì sư xin trích từ tài liệu Thắng Pháp Tập Yếu Luận Hậu Sớ Giải của Ngài Sắc Thâm Mát Chô Tí Cá, thì kheo Khải Minh Dịch. Thì trong cái đoạn này nè, sư trích trong cái đoạn này thì sư đọc cho quý vị, thì quý vị sẽ hiểu, có nghĩa là quý vị sẽ có cái câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Là trong đây trình bày về cái vấn đề mà sát sanh mà lớn nhỏ rồi tùy đối tượng nó như thế nào. Nhưng mà quý vị hiểu đây là cái, qua cái trình bày đây là có cái vấn đề chung, quý vị hiểu không? Vấn đề chung, còn Đại Đức Hạnh Tuệ là phân tích chia sẻ từng vấn đề. Cho nên là sư nói cho quý vị để quý vị hiểu rõ đó. Tại vì sư nhỏ nhiều khi sư đọc xong quý vị lại không hiểu, quý vị nói ủa tại sao mà lại có cái sự khác nhau đó như vậy. Thì bây giờ sư sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Ở trong đây trong phụ chú giải thì mới nói như vậy. Đối với tội phải nhận lãnh do việc sát sanh thì cũng dựa theo chúng sanh nào có thân thể lớn hoặc nhỏ, có giới hạnh hay không có giới hạnh. Nếu chúng sanh bị giết là chúng sanh to lớn như là voi, ngựa, bò thì có tội nhiều, gọi là Mahasa Vachcha, bởi vì bọn mạng quyền củ sắc của nhóm chúng sanh này đã bị hủy diệt số lượng nhiều. Nếu chúng sanh bị giết đó nhỏ như con kiến, con muỗi thì có tội ít, gọi là Apasa Vachcha. Để đem nói thêm là, và giữa loài bàn xanh với người giết thì có tội nhiều hơn bàn xanh, bởi vì người cao quý hơn bàn xanh. Riêng đối với người, nếu người có giới hạnh như tỳ kheo, sa di, cận sư nam, cận sư nữ thì có tội nhiều. Nếu người bị giết là người không có giới hạnh như bọn cướp, người ác thì có tội ít. Ở đây lại nói thêm là, còn đối với người giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán thì có tội nhiều, bởi thuộc loại đặc biệt tức vô gián nghiệp. Nếu người bị giết có hình tướng bằng nhau, có giới hạnh bằng nhau thì phải phán xét theo hành động. Từ lúc giết đó có sự gắn sức nhiều hay ít. Nếu gắn sức nhiều thì tội nhiều, gắn sức ít thì có tội ít. Và cuối cùng, cái điểm này quan trọng nhất. Lại nữa, hành động sát sanh mà một người biết rằng hành động như thế là bất thiện, nhưng cũng làm bởi do nguyên nhân nào đó, và cũng có một người khác không biết hành động như vậy là bất thiện rồi, cũng hành động. Thì giữa hai người này, người sát sanh mà người không biết bất thiện thường có tội nặng hơn là người biết bất thiện. Bởi vì người không biết rõ là bất thiện thường là người hành động bằng tà kiến, do đó mới bị tội nhiều hơn, trở thành Mahasavaccha. Như người thợ rèn thường tiếp xúc với hòn sắt nóng đỏ, cho nên khi bắt buộc phải dùng tay cầm hòn sắt ấy, thì do kinh nghiệm nghề nghiệp ông ta ước lượng được sức nóng của hòn sắt nên không dùng cả bàn tay mà chỉ dùng các ngón tay chạm sơ. Do đó ông ta chỉ nóng bỏng chút ít. Một người khác khi nhìn thấy hòn sắt ấy vì muốn tìm hiểu cho nên dùng cả bàn tay nắm hòn sắt. Do đó độ nóng của hòn sắt làm cho cả tay của người này cháy nám đi. Điều này như thế nào? Thì người biết và người không biết rằng hành động như vậy là bất thiện thì thường bị tội khác nhau như thế đó. Và cũng xin kết thúc phần trả lời ở đây. Rất là hoan hỷ với Đại Đức Thượng Tường đã bổ sung rất là đầy đủ những cái phần liên quan về cái giới sắc thanh. Cho nên nhắc để quý vị nhớ là mình không có nên vì bất kỳ lý do nào cho hành động sắc thanh của mình. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.